Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lang Thang Đường Phố. Thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục nói về câu chuyện của Hồng Loan. Đó, khi mà mới đây câu chuyện của Hồng Loan lại nóng lên khi mà những người ủng hộ chị Loan lại có những cái nghi vấn lẫn nhau. Đó là ở đây là cái câu chuyện của giữa cái thám tử Cao và của em Chí Cảnh. À, chắc mọi người cũng đã nghe rồi đúng không? Thì ở đây thì trong video này mình muốn nói về vấn đề này. Tại vì con người của thám tử Cao thì mình quá rành. Đó, mình quá rành. Mình là người từng đến nhà thám tử Cao, nắm đầu nó lên phường công an tại Hậu Giang nha mọi người. Đó, mình từng rồi. Bởi vì ngày xưa thì nói chung là khi mà làm vấn đề về cô Hằng thì nó gọi là có những cái điều nó xuyên tạc mình. Nó cho rằng mình là người dựng nhân chứng giả về ông Võ Hoàng Yên, không? Nó tuyên bố rằng Võ Hoàng Yên vẫn chữa hết bệnh và tôi là người gọi là dựng chuyện đó để hại ông Võ Hoàng Yên. Thì ngay sau đó thì anh em tôi có đến nhà gọi là thám tử Cao này, đúng không? Và đứng trước cửa gọi là quậy tưng bừng, đó, cho công an xuống và kêu công an là phải bắt thằng này lên phường, đó, bắt này lên phường, cấm nó nói xấu về anh em tụi tôi khi mà không bằng chứng. Sau đó tụi tôi mời nó đi lại nhà nhân chứng của ông Võ Hoàng Yên gần đó, người đã bị ông Võ Hoàng Yên lừa. Nó đâu có dám đi mọi người. Thằng này đừng có gọi là thám tử Cao gì, nó có cái thám tử gì đâu mà thám tử Cao. Nó là một cái thằng tù. Đó, phải nói thẳng là vậy, nó từng bị ở tù. Đó, tù treo nha mọi người. Đó, nó từng bị tù treo rồi. Đó, thì ngày hôm nay nó lại lên Vu Khống em Chí Cảnh TV. Một người mà ủng hộ Hồng Loan cũng như là được Hồng Loan cũng như là chị Ni hết mực gọi là yêu thương. Đó, lại lên có những cái phát ngôn của thám tử Cao này cho rằng là em Chí Cảnh này là ba que ba sọc, đang cấu kết với ba que ba sọc gì đó để làm một cái vấn đề gì đó thì chúng ta không biết. Nhưng mà khi mà thám tử Cao lại gọi là lên mạng tuyên bố về vấn đề này thì mình cũng gọi là không bất ngờ đâu mọi người. Những cái thành phần như là thám tử Cao hay Trang Vina thì mình không bất ngờ nha. Bởi vì trong những cái video trước thì mình cũng đã nói về vấn đề này rồi, mình nói trước sau vậy thôi, tụi nó cũng phải quay xe quay lưng với gọi là Hồng Loan thôi. Nhưng bây giờ là nó ra tay trước với em Chí Cảnh đó. Bởi vì em Chí Cảnh này là cũng là một người gọi là cũng rất là gọi là có quan hệ gọi là rộng đó với lại bên của chị Loan. Đó, cũng được chị Loan, chị Ni gọi là hết sức gọi là yêu thương. Nên thám tử Cao và Trang Vina đã bày ra một cái chiêu trò. Đó là hại em Chí Cảnh. Đó, một cái chiêu trò rất là bẩn bựa, rất là hèn mạt. Nhưng ở đây thì ai cũng biết rồi, chắc có lẽ là những cô chú anh chị mới vào cái drama thấy những cái điều tốt đẹp, những cái điều mà hai đứa này mang lại, hai đứa nó nói, Trang Vina và thám tử Cao nói tốt về Hồng Loan là nghĩ là nó sẽ gọi là binh vực. Không phải đâu mọi người. Nó từng quay xe quay lưng khá là nhiều nhiều nơi rồi, đúng không? Lúc nó binh thầy ông nội cũng vậy đó, ông Tùng Dâm đó, thầy ông nội cũng vậy, hết mực là cổ vũ nha. Sau này khi cơ quan chức năng vào cuộc thì lại quay xe đó. Trang Vina cũng vậy đó, nhiều cái lắm, nhiều câu chuyện lắm chứ không phải như thế này đâu. Thằng trong mắt thằng thám tử Cao á, không biết là nó có bệnh nghề nghiệp hay là nó bị ngáo nha. Đó, khi mà nó gọi là kể cả ông Quỳnh Y Dũng đi, chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, nó cũng cho rằng là ông cũng cấu kết với ba que nữa chứ không phải là riêng em Chí Cảnh đâu mọi người. Trong mắt của nó là ai cũng gọi là cấu kết với ba que cả. Nhưng ở đây thì ai cũng biết nó là chơi với lại Trương Châu Hữu Danh, một cái người mà bên báo sạch đó. Đó, báo sạch nha, cái từ báo sạch thôi nhưng mà thật sự nó không có được sạch. Và cũng đã gọi là ở tù tới bây giờ chưa có về. Đó, do cái tội chống phá nhà nước. Đó, bởi vì mình những cái thằng thám tử Cao mà nó chơi chung với lại những cái thành phần đó, ngày hôm nay nó lại lên mạng nó tuyên bố người này ba que, thằng kia ba que, cảnh báo mày là cái gì hả? À, mày chắc đâu có xa lạ tao đâu, thám tử Cao tao từng đến nhà mày mà, đúng không? Đó, thì cách đây mấy ngày cô chú anh chị, là bên phía mình nghe đâu là bên phía của chị Sun đó, Mi Sun đó, làm đơn kiện thám tử Cao nha. Làm đơn kiện thám tử Cao thì không biết là chắc do là sợ hay sao á, ngày hôm nay gọi là muốn phá đám, muốn phá những người mà ủng hộ Hồng Loan. Rõ ràng ha, đây là đặc biệt là Chí Cảnh, bởi vì trong cái câu chuyện của Hồng Loan thì Chí Cảnh là người gọi là khá là gần gũi nhất nha. Đó, khá là gần gũi với chị Loan, chị Ni rồi đó. Trong đám giỗ vừa rồi thì mình thấy gọi là Chí Cảnh cũng có đến.
có đến đám giỗ của chú Vũ Linh. Đó, trong khi đó thì Trang Vina và Thám Tử Cao hình như không được mời. Không được mời. Giờ mình nghe đâu á cô chú anh chị là chị Loan đã bị gọi là Thám Tử Cao cũng như là Trang Vina này, nói chung là nó gài vô một cái vấn đề gì đó để nó thao túng chị Loan nha. Nhưng mà vấn đề này thì mình nghe nói rất là nhiều rồi, nhưng mà càng ngày thì mình thấy cái vấn đề này nó càng lộ rõ ra. Đó, tôi nói là không sớm thì muộn, không may thì mốt tụi nó cũng quay xe lại à. Đúng không? Hai đứa này thì trên mạng thì ai cũng gành nó, nhiều người gành lắm, chứ không phải là riêng cá nhân em đâu cô chú chị. Đó không? Ngày hôm nay cái lý do gì mà nó lại lên mạng, nó vu khống gọi là em Chí Cảnh này là ba que. Đó không? Là cấu kết với ba que ba sọc. Đó là lý do gì? Lý do có phải là lý do phá đám hay không? Đó không? Em Chí Cảnh cũng đã đáp trả lại một cái clip của mình. Đó mình nghe thấy cũng khá là hay. Khi mà em này gọi là rất là bình tĩnh để đáp trả lại Thám Tử Cao. Thì mình cho mọi người nghe một khúc thôi mọi người, một đoạn thôi, vài chục giây thôi. Đó để cho mọi người hiểu hơn về câu chuyện này. Đó. Vừa mới thấy anh Thám Tử Cao á, ảnh mới livestream rồi ảnh đăng hình lên, ảnh đăng status lên á, ảnh nói là Chí Cảnh á, là kết nối với lại ba que ba sọc gì đó. Thì Chí Cảnh xin giải thích như thế này. Thì ở đây ba que ba sọc là ý là nói là phản động đó mọi người, nhưng mà nó không nói thẳng là phản động. À, dùng từ ba que ba sọc để gọi là né qua né lại đó, khi mà thưa ra thì nó đâu có nói đâu, đâu nó ba que ba sọc mà, chứ nó đâu phải là nó phản động đâu mọi người. Đó thằng này nó khôn lỗi lắm nha, Nguyễn Trường Giang. Đầu tiên Chí Cảnh xin nhắn tới anh Thám Tử Cao nè, em với anh hiện tại đang cùng chung một chuyến tuyến, có nghĩa là đang cùng ủng hộ Hồng Loan, ủng hộ chị Ni đó. Cho nên trước khi mà anh đưa ra những cái phát ngôn và anh viết những cái gì, anh nên tìm hiểu cho kỹ, tìm hiểu cho kỹ về em trước khi mà anh nói em là cái người bao que rồi phản động rồi kết nối bao que bơ gì đó. Anh phải tìm hiểu cho kỹ nha anh Thám Tử Cao nha. Tại vì em thấy anh nó cùng chung chiến tuyến với em, cho nên em sẽ không có làm cái vấn đề này nó thêm phức tạp. Không em phải gọi lên, em phải cảnh cáo Thám Tử Cao này đó, nếu mà em gọi là em hiền quá thì nó lên nó dài bữa nữa có những cái trò bẩn bựa dành cho em bây giờ nè. Đó không, nó gắn ghép em vô người này người kia bây giờ nè. Đó em phải gọi là mạnh với thằng này, mạnh tay với thằng này. Thằng này chắc ăn được một cái đơn của bà Xuân hay sao rồi, hay là bị lên phường làm việc về cái đơn của bà Xuân hay sao rồi. Đó bắt đầu từ từ đó, từ từ quay trở lại nè, ủng hộ bà Xuân bây giờ nè. Đó thằng Thám Tử Cao á mọi người. Để cho những khán giả, những fan của Hồng Loan cảm thấy tại sao cùng một team mà xảy ra một cái sự mà lộn xộn này nọ, thì thật sự mà nói Chí Cảnh không có muốn làm như vậy. Nhưng mà trước khi anh nói em là ba que phản động kết nối rồi này nọ đó, thì anh nên tìm hiểu cho kỹ. Anh là Thám Tử Cao đúng không? Anh là Thám Tử đúng không? Không không, nó không thám tử, nó là YouTuber em ơi. Thằng Thám Tử Cao tự xưng mình là Thám Tử Cao đó, thằng YouTuber, thằng bẩn. Không, thằng bẩn, thằng YouTuber, tao chửi thẳng nó. Không, em lại không ghét nó đâu mọi người. Riêng ai chứ riêng Thám Tử Cao này không ghét đó. Đó, kể cả ông Dũng bà Hằng mà nó còn cho là ông bả là phản động nữa mà, thì nó chi là Chí Cảnh này. Đó không, trong mắt của nó là người nào mà gọi là nó thích thì nó cho bình thường, còn không thích thì nó cho là ba que ba sọc ba ơ rồi đó. Đó không, là nó làm được hết đó. Thằng này mà thám tử cái gì đó, này thám thám phụ khoa chứ thám tử gì. Nọ đó, thì anh nên tìm hiểu cho kỹ. Anh là Thám Tử Cao đúng không? Anh là Thám Tử đúng không? Vậy thì anh hãy Thám Tử, anh làm ơn á, anh chịu khó anh đi về với cái quê của em á, tại cái xã của em á. Em ơi em, vậy em chưa biết về Thám Tử Cao rồi, nó không có dám đi ra khỏi nhà. Tối ngày là nó bị gọi là nó bị tai biến mà, tối ngày là nó ngồi trên ghế đó không à, tối ngày nó không đi ra khỏi nhà đâu em. Không, nên em đừng có kêu nó đi, nó không có đi được đâu. Tối ngày nó ở nhà để nó bươi, nó móc, nó bới, nó tìm, hiểu không? Nhưng mà ở đây thì nó bới nó tìm, không biết là nó bới nó tìm ở đâu ra được một cái thông tin cho rằng là em Chí Cảnh này là kết nối với ba que. Thì yêu cầu Thám Tử Cao mày hãy đưa cái bằng chứng ra nha, mày đừng có nói không lông nha. Tao đến nhà mày một lần rồi đó thì mày hiểu rồi đó. Không, đến lần một thì cũng chắc sẽ có đến lần hai. Không, đến lần hai tao dẫn Chí Cảnh đến để cho nó tìm. Đó, bởi câu chuyện của mày, đúng không? Đúng không Thám Tử Cao, đúng không? Còn ai mà muốn gọi là thưa kiện thằng Thám Tử Cao á, thì cứ gọi cho tôi cho địa chỉ nè, đến đó mà kiện đó. Không, tôi dẫn đến nhà luôn, nhà đó tao biết mà, nhà đó chưa có dời được đâu. Nhớ nha Thám Tử Cao, mày trước khi mày nói về ai là mày phải có bằng chứng, nói người ta mới thuyết phục. Mày là tự xưng là Thám Tử Cao mà. Không, nhưng mà cuối cùng nó là cái thằng gọi là bị gọi là tội phạm mọi người, không, nó là thằng tù. Tôi gọi thẳng luôn, mày là tù treo, mày bị tù treo nè đó, còn gì nữa là chối, nó là bị tù treo. Không, nên là cái tư tưởng của nó gọi là lúc nào cũng không ổn định cả, lúc nào cũng cho người này người kia gọi là
là ba que ba sọc à, trong mắt nó là ba que ba sọc không à, nhiều lắm mọi người. Anh chịu khó anh đi về với cái quê của em á, tại cái xã của em á, rồi anh đi lên xã anh hỏi em là ai không, anh có cần em nhắn cho anh cái địa chỉ không, cái xã của em không, rồi anh đi về dưới đó đó, cái xong rồi anh đi lên trụ sở cái anh hỏi em là ai, em là ai, em như thế nào, thì người ta sẽ trả lời cho anh nghe là em là ai nha. Gia đình của em á, truyền thống á, đi theo cách mạng anh ơi, chứ không có liên quan gì tới bao que cả. Nghe chưa, mày nghe chưa, mày nghe chưa, thám tử cao đó, mày thích mày về quê mày ra công an mày hỏi nha, chứ mày đừng có lên mạng mày nói xàm. Nhưng mà có một điều chắc chắn với quý vị đó là nó không có dám đi. Thằng này nó không có đi, bởi vì đã chứ em xuống nhà đó em lôi nó đi ra cổng, em kêu nó đi qua đi thêm qua kế bên nhà đó thôi đó, để minh chứng rằng là câu chuyện em nói là có, nhưng mà nó đâu có dám đi, nó không có dám đi mọi người. Xuống nhà nó cái mặt nó xanh như tàu lá chuối, xanh như tàu lá chuối, nó thì một đấm thì thiếu, một đá thì thừa. À, nếu mà nói về mà gọi là bỏ ra để là tay đôi á, thì nó là thiếu nha, à, thiếu, không 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 có đủ gọi là sức với em đâu. À, nên cái thằng này thì trong mắt nó ai ai nó cũng cho gọi là ba que hết trơn á. Tiếp nè. Ôi, chứ không có liên quan gì tới bao que phản động phản ô gì hết trơn á ha, em nói thiệt gia đình của em là đi theo cách mạng truyền thống từ ngày xưa tới giờ rồi nha anh thám tử cao. Em nói thiệt anh là thám tử đúng không, anh là thám tử chuyên nghiệp đúng không, anh thám tử cao nè, cao cơ nè đúng không, cho nên á đây là một cái clip mà chí cảnh thì thật sự mà nói thì cũng không có muốn là em và anh xảy ra một cái vấn đề là ấy qua ấy lại, nó mệt lắm, tại vì chúng ta cùng chung một chuyến tiếng, em chỉ muốn dành những cái tiếng nói của mình dành cho những người bên bên yeah, rồi những cái người quay xe quay ơ đồ thôi, còn đối với bản thân anh là chí cảnh không có muốn anh em mình xảy ra một cái sự xích mích hay là nói qua nói lại, tại vì như vậy á, thì chí cảnh nghĩ rằng Hồng Loan cũng hơi khó xử nè, chị Ni cũng hơi khó xử nè, bởi vì Hồng Loan á với chị Ni á thì anh cũng là một cái người đã từng lên tiếng ủng hộ rồi, anh phân tích phân ơ đồ này nọ đó, thì bây giờ thì ví dụ như giữa em và anh xảy ra một cái vấn đề đó thì chị Ni nè, Hồng Loan nè, rồi ở giữa rồi biết bên ai bỏ ai đúng không, không lẽ chị đi bỏ em rồi chị đi bên anh hay là chị đi bên em rồi bỏ anh thì cũng đâu có được, tại vì anh cũng từng lên tiếng ủng hộ em, cũng từng thôi em ơi, nó ủng hộ cái gì em ơi, cái thằng đó là nó dựa vào drama để kiếm tiền sống qua ngày thôi, cái đám drama nào mà không có cái mặt nó đó, không riêng thám tử cao thì đám drama nào cũng có dấu răng đó chứ mọi người đó, chứ không phải là riêng câu chuyện mà có Hồng Loan, đừng có nói là lên tiếng mà nó binh Hồng Loan để ủng hộ, không có đâu. Thằng này nó quay xe tới nơi bây giờ nè, nó với con ấy á, nói với con Trang Vina, tôi nói thẳng luôn đó, mọi người cứ tin tôi đi, và bữa có bây giờ nè, khi mà nó đã đụng, nó nói người này người kia quá nhiều, bên kia nó thưa không, cũng giống như Misun thôi, khi xưa thì cũng bị bên Ve thưa đó, rồi quay xe đó không, thì bây giờ thì mình thấy cái hơi hướng thám tử cao nó muốn chia rẽ nội bộ rồi không, chia rẽ nội bộ đây để làm gì, để nó quay xe à, để nó đạt được mục đích. Nếu mà Hồng Loan tin nó thì nó tiếp tục, còn Hồng Loan không tin nó nữa thì nó quay xe, nó có lý do để nó quay xe đó, thấy khá hay là căng chưa đó, thấy khá là nó gà vô đó, chứ không phải tự nhiên mình nó viết những cái dòng đó gọi là lên để nói là chí cảnh ba que ba sọc, trong khi đó mình không có trong tay, mình không có được một cái bằng chứng, không một cái chứng cứ nào chứng minh nào để gọi là nói chí cảnh là ba que được đó, chứ đừng có gọi là ăn nói lung tung. À, tiếp theo. Được, tại vì anh cũng từng lên tiếng ủng hộ, em cũng từng lên tiếng ủng hộ, cho nên trước khi mà anh phát ngôn á anh phải tìm hiểu cho kỹ nha, anh tìm hiểu cho kỹ á, chứ anh nói em là kết nối phản động phản ơ rồi đó, cho nên nếu như anh thám tử cao anh cần thám tử á anh nhắn cho em cho anh cái địa chỉ, hoặc là em với anh luôn cùng đi về xã của em luôn. Nó không có đi đâu em ơi, em đừng rủ nó đi, rủ ai hết, chuyện rủ thám tử cao làm gì đó không, bữa nào anh rảnh anh dẫn em xuống nhà nó kìa, rồi mời nó đi luôn, không chở nó đi luôn đó. Anh lần trước cũng vậy mà, ngày xưa nó cũng vậy đó mọi người, ngày xưa khi mà nó tấn công em cũng vậy thôi đó, nó cho rằng mình là xạo, mình dựng chuyện này kia, khi mà mình tới nhà nó đó không, thì vợ con nó khóc lóc ỉ ôi đó, mình tới nhà nó, nói chung là mình cũng không muốn kiếm chuyện gì, mình không muốn gọi là tay đấm chân đá để làm gì, mục đích của mình tới đó để nhờ nó đi qua bên kế bên nhà để xác thực cái vụ việc mình quay là có hay không thôi, nhưng mà nó không dám đi, à, nó không dám đi nha cả nhà đó. Nên một lần nữa thì qua câu chuyện này thì chúng ta thấy rồi đó, đây là biểu hiện của sự sắp quay xe nha, khẳng định luôn đây là sự biểu hiện của sự sắp quay xe đó, khi mà gọi là tìm ra một cái kế hoạch để quay xe gọi là không bị chửi mà được ủng hộ đó, hoặc là đá Chí Cảnh ra khỏi câu chuyện của Hồng Loan đó, một cái âm mưu rất là thâm độc nha.
đó không, tiền nói chung là ai làm được thì người đó ăn đi mày ơi, heo thám tử cao, heo thằng Nguyễn Trường Giang, tiền của ai làm được thì người đó ăn, không không có ai ăn cái gọi là ăn trên đầu trên cổ mày đâu, không không có ai cào nhà mày xuống để ăn hết đó. Nên nhớ nha, nhớ câu tao nói nha, nhà mày đâu tao biết, mày yên tâm đi, ai mà muốn tới nhà mày hay là giải thích gì đó tao dẫn xuống hết, tao rảnh lắm ha, bây giờ rảnh lắm mọi người, nhưng mà chắc vài bữa nữa mới được nha, bữa nay đang đi gọi là du lịch Nha Trang rồi đó, cũng ít có cập nhật thông tin gửi đến quý vị nha, em gán tranh thủ gọi là vừa đi du lịch vừa cập nhật thông tin gửi đến mọi người nha. Mọi người xem đi, tiếp đây còn nhiều phim hay lắm nè, sắp sửa Trang Vina lên tiếng nghe mọi người. Rồi cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem và ủng hộ cho kênh Lang Thang Đường Phố. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong video mới tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.